Câu chuyện vượt biển kinh hoàng của Nguyễn Ngọc Ngạn, nhà văn, MC của Thúy Nga Paris by Night. Có hai nhà sư Mã Lai gốc Hoa đem vải và nhang đến làm lễ cầu siêu trước khi lính Mã Lai đem chôn tập thể. Trên bãi biển Mã Lai dài thẳm thẳm, tôi dừng chân, ngồi dưới hàng dừa trông ra đại dương, nào nào mường tượng lại chặng đường đã qua. Nhớ những buổi sáng chủ nhật, vợ tôi lên thăm ở khu Tiếp Tân, trường Bộ Binh Thủ Đức, rồi những lần từ thành phố xuống miền Tây chờ tôi ở hậu cứ tiểu đoàn. Khi sinh con đầu lòng, tôi từ đơn vị hành quân, không kịp thay quân phục, vội vã đón xe về thăm ở Bảo Sành Viện Đức Chính trên đường Cao Thắng. Nhớ hơn nữa là những lần vợ tôi gánh quả nặng trĩu đi tiếp tế cho tôi trong trại cải tạo, băng ngang 17 cây số đường rừng từ thị xã Phước Bình vào Bù Gia Mập. Tất cả đều đã qua đi, chỉ còn lại mặt nước mênh mông xanh thẳm thẳm trước mặt. Từng cuốn mất bao nhiêu xác người đồng hương trên hành trình tìm tự do. Vợ tôi mất đi ở tuổi 26 sau những tháng ngày vất vả vì chồng. Lấy tôi khi tôi đã vào quân đội, thường xuyên xa nhà. Vợ tôi cũng giống như bao nhiêu người đàn bà khác trong thời khói lửa, chẳng mấy khi được gần chồng. Khi tôi được biệt phái về lại Bộ Giáo dục, dạy học tại Sài Gòn, đã tưởng vợ chồng có thể sống đời dân sự yên ổn lâu dài. Nào ngờ chỉ hơn một năm sau thì mất nước, bắt đầu cuộc sống mới lao đao, gấp bội. Đoạn đường trầm luân ấy có ngờ đâu rút cuộc lại kết thúc bi thảm bằng cái chết trên đại dương cùng đứa con đầu lòng hơn 4 tuổi. Tôi tin chắc cái chết của vợ tôi đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của tôi. Nếu nói theo niềm tin thiêng liêng thì chính vợ tôi đã cứu tôi vào phút chót. Trước khi đắm tàu, bằng chứng là hơn 100 người đàn ông ngồi chung với tôi dưới hầm tàu đều chết cả vì ngạt nước. Em tôi, người giới thiệu tôi cho ông Ân, nếu đi cùng tôi chuyến ấy, chắc chắn cũng đã bỏ xác trên đại dương. Nhờ bị bỏ lại, nửa năm sau, em tôi cùng gia đình vượt biển thành công và gặp lại tôi tại Vancouver, Canada vào giữa năm 80. Bà Ân và hai đứa con nhỏ được sóng đánh vào bờ thoát chết, đi định cư ở Texas. Tôi vẫn liên lạc cho đến khi trả xong 20 lượng vàng chồng bà cho tôi vay. Biến cố hãi hùng của chuyến tàu định mệnh làm tôi càng vững tin rằng đời người có sự sắp đặt của định mệnh, hay nói theo đức tin Công giáo thì đó là sự an bài của Thiên Chúa. Còn đó rồi mất đó, kiếp người mong manh như chiếc bánh giữa dòng, cho nên các cụ ngày xưa thường ví là cuộc phù thế nhân sinh. Vợ con tôi chết trước mặt tôi, hơn 160 người chết ngay bên cạnh tôi, mà một kẻ yếu đuối như tôi lại sống sót, đó phải là một quyền năng Thiên Chúa chưa muốn tôi lìa trần. Lúc ngồi trên tàu, ông Ân thường tâm sự với tôi. Những ngày gần mất nước, gia đình ông đã có thể đi Mỹ dễ dàng, bởi ông làm việc cho cơ quan viện trợ Hoa Kỳ suốt 20 năm. Nhưng ông thấy mình tuổi đã lớn, muốn ở lại quê nhà khi đất nước hết chiến tranh, nên ông từ khước quyền lợi di tản mà người Mỹ dành cho ông. 3 năm sau, đất nước quá lầm than mà chiến tranh vẫn không dứt. Các con ông chuẩn bị bước vào tuổi nghĩa vụ quân sự, phục vụ cuộc xâm lăng Campuchia, thúc đẩy ông phải ra đi. Năm 75, ông từ chối di tản bằng máy bay. Năm 78, ông phải trốn bằng thuyền, để rồi chính bản thân ông cùng với 4 đứa con lớn đều chết cả. Có thể do những suy nghĩ về cuộc đời sau chuyến hải hành khủng khiếp mà tôi thoát nạn chỉ trong đường tờ kẽ tóc, tôi bắt đầu có những thay đổi lớn trong tâm tư. Tôi trở nên dễ tính, ít chấp nhất và không nuôi lòng thù hận. Tôi tâm nguyện rằng cuộc đời mình hễ làm được điều gì cho cộng đồng, cho xã hội, cho tha nhân, tôi đều cố gắng để đền đáp lại phép lạ của Chúa đã cứu tôi trên biển. Những ngày trống vắng ở trại tị nạn Mã Lai chờ đi định cư, tôi suy nghĩ nhiều về nửa thế kỷ trầm luân của đất nước và nhận ra một điều đơn giản rằng trong xã hội Việt Nam, người đàn bà mới chính là thành phần chịu nhiều gian truân nhất, thời chiến tranh cũng như thời hậu chiến. Cảm thông cái thực tế chua xót ấy cùng với nỗi nhớ thương người vợ mới mất, tôi bắt đầu viết truyện dài Những Người Đàn Bà Còn Ở Lại. Trong 3 tháng ở trại tạm cư, cuốn sách đầu tiên ấy tuy kỹ thuật chưa cao nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Nó là bậc thềm thứ nhất, là nấc thang khởi đầu để rồi từ đó đến nay đã có được gần 30 tác phẩm xuất bản. 40 năm đã qua, trên mặt báo chí Việt ngữ, tôi chưa hề viết lại những dòng này để mô tả tỉ mỉ cái chết của vợ tôi với đứa con đầu lòng. Tuy vậy, từ thâm sâu, tôi vẫn tin chắc một điều rằng
Chính cái chết của vợ tôi đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới tôi chưa hề dự trù trong quá khứ. Đó là thế giới văn chương mà tôi miệt mài theo đuổi cho đến ngày hôm nay. Cuộc vượt biển định mệnh. 3 năm sau biến cố năm 1975, ông được thả cùng gia đình. Khi vừa thoát khỏi sòng sắt nhà tù, ông trở thành người vô gia cư và sống lậu ở thành phố Sài Gòn. Và ông đã được mở cho một cơ hội vượt biên để kiếm tìm tự do cũng như là cơ hội mới cho cuộc sống của mình nhờ em trai của mình và một người đàn ông tên Ân. Và ông đã trở thành người đầu tiên trong gia đình tham gia vượt biên cùng vợ và con. Thế nhưng để vượt tới bến bờ tự do, những thứ đắt giá nhất ông phải đánh đổi là sinh mạng của người vợ đầu và người con hơn 4 tuổi của mình. Khi tàu đến Malaysia thì bị cảnh sát biển ná súng, rồi sau đó tàu bị sóng lớn cuột ngã khiến vợ con ông đều tử nạn. Riêng ông may mắn sống sót cùng với một số những thuyền nhân khác và được chuyển sang trại tị nạn ở thành phố Kota Baharu. Trong khoảng thời gian này, ông mượn giấy bút và bắt đầu sáng tác tác phẩm đầu tay mang tên Những Người Đàn Bà Còn Ở Lại. Cuốn tiểu thuyết đầu tay này đã chất chứa trong nó rất nhiều hồi tưởng của nhà văn về thân phận của người phụ nữ, đặc biệt là sau cái chết của vợ con mình. Cũng từ đó, ông đã bắt đầu gắn bó với nghề viết văn như một định mệnh tình cờ. 20 năm đã qua, trên mặt báo chí Việt ngữ, tôi chưa hề viết lại những dòng này để mô tả tỉ mỉ cái chết của vợ tôi với đứa con đầu lòng. Tuy vậy, từ thâm sâu, tôi vẫn tin chắc một điều rằng chính cái chết của vợ tôi đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới tôi chưa hề dự trù trong quá khứ. Đó là thế giới văn chương mà tôi miệt mài theo đuổi cho đến ngày hôm nay. Lời trần tình của Nguyễn Ngọc Ngạn về cái chết của vợ mình trong cuộc vượt biên năm 1978. Một thời gian sau, ông được hỗ trợ bởi chính phủ Canada, Prince Rupert tại Vancouver. Cuộc sống sự nghiệp tại Canada 1982-1992. Khi đã yên ổn định cư tại Canada, Nguyễn Ngọc Ngạn đã tiếp xúc không dưới một ngành nghề. Ban đầu, ông làm phụ bếp, tham gia dự án của Bộ Y tế, làm công nhân máy xay ở vùng quê, cho đến khi làm việc cho một công ty bảo hiểm và làm thêm công việc thông dịch tại một thư viện. Ngày 19 tháng 6 năm 1982, khi ấy Nguyễn Ngọc Ngạn đã 37 tuổi, ông kết hôn với một người phụ nữ 28 tuổi tên là Trần Ngọc Diệp, có gia đình đang định cư tại Pháp và một năm sau vợ chồng ông hạ sinh đứa con sau, đặt tên là Nguyễn Vương Định. Năm 1985, gia đình ông chuyển qua Toronto và hiện giờ vẫn còn sống tại đây. Các tác phẩm của ông tiếp tục nổi tiếng và nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà báo, nhà sản xuất cùng rất nhiều người Việt hải ngoại, điển hình như các tập Nước Đục, Cõi Đêm. Và sau này, lần lượt từng tác phẩm ấy được chuyển thể sang dạng sách nói vào một thời gian ngắn sau khi ông cộng tác năm 1987, khi số tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn đã vượt qua con số 50. Một người đàn ông tên Chiêu gốc Đài Loan làm việc tại Thư viện Trung ương Toronto đã để ý rằng các cuốn sách của nhà văn này được hỏi mượn nhiều ở chính nơi mình đang làm việc. Điều đó dẫn đến việc người này tìm đến Nguyễn Ngọc Ngạn và hai người đã hợp tác với nhau cho ra hai tác phẩm truyện song ngữ Anh Việt dành cho thiếu nhi gồm truyện Hoa Mộc Lan và Tôn Ngộ Không. Không rõ sau này, khi Nguyễn Ngọc Ngạn chính thức cộng tác với Trung tâm Thúy Nga, hai người có còn hợp tác nữa hay không. Khi làm Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, từ 1989 đến 1991, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã phản đối dự án vinh danh lãnh tụ Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh của UNESCO, phản đối Trung tâm William Jonner Center của Đại học Boston có chương trình nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, mà chỉ muốn giao tiếp với văn thi sĩ miền Bắc mà không thực hiện sự quan tâm đến những tác giả của phía Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng đã vận động các chính phủ để can thiệp cho văn nghệ sĩ còn bị cầm tù cho những thuyền nhân vượt biển thay vì trục xuất về Việt Nam.